Nhìn tụi nó tình cái bể bình luôn mọi người ơi. Thì đây là một em khách quen đã mua nón FF800 của Nguyên nha mọi người. Thì hôm nay em dẫn bạn gái mình đến để rinh thêm một chiếc FF800 nữa về nhà đội cho có đôi có cặp nha mọi người ơi. Thì mọi người thấy đó, nếu một sản phẩm không tốt, cho trải nghiệm không tốt thì bạn này chắc chắn sẽ không dẫn bạn gái đến để mua thêm một chiếc nữa đâu mọi người ha. Thì nhìn mọi người ơi, nhìn lên xe có đôi có cặp như thế này, đội chiếc FF800 rất là đẹp luôn ha mọi người. Thì cần biết thêm thông tin chi tiết về chiếc nón này, mọi người hãy inbox Happy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.